nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên thanh tra dây chuyền lắp ráp điện thoại di động. Đài truyền hình nhà nước Bắc Hàn ngày hôm nay loan tin là nhà lãnh đạo Kim Chánh Ân đã đi thanh tra một dây chuyền lắp ráp điện thoại di động. Đài truyền hình nhà nước Bắc Hàn KRT đã cho phát sóng một số hình ảnh của ông Kim đứng nhìn xung quanh nhà máy sản xuất điện thoại di động. KRT cho biết là ông Kim ca ngợi những người lao động đã phát triển một chương trình ứng dụng trong tiếng Triều Tiên để cung cấp dịch vụ tiện ích tốt nhất cho người sử dụng, trong khi bảo đảm an ninh chặt chẽ. KRT đã không nêu rõ ngày, cũng không nêu rõ địa điểm của chuyến thăm này. Trong tháng 5, thì công ty thông tin truyền thông và công nghệ Orascom của Ai Cập cho biết là công ty con của mình ở Bắc Hàn là nhà điều hành mạng di động 3G duy nhất Coriolink đã có được 2 triệu người khách hàng, một sự gia tăng đột biến trong số người sử dụng điện thoại di động 3G, nhưng ngay cả với 1 triệu điện thoại di động cũng chỉ tương đương với 4% dân số và mạng lưới được kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, những người sử dụng chỉ có thể nói chuyện với nhau trên cùng một mạng lưới.